Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, 20 tháng 7 2019. Và thưa quý vị, trước khi mà bước vào những bản tin trong ngày hôm nay với lại anh Việt Linh, thì quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington qua băng tần FM 100.3 HD2, cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Trước khi mà gửi đến cho quý vị những sự kiện sôi nổi trong tuần này, thưa quý vị, giữa những cái tin liên quan đến thế giới và nước Mỹ của chúng ta, xin mời quý vị bước qua bản tin thời tiết. Sáng ngày hôm nay thì bầu trời tại thủ đô Washington, thưa quý vị, đã nắng trong sáng với những cái nắng rực rỡ. Nhiệt độ hiện tại vào lúc này đã 85 độ, thưa quý vị. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là nóng, từ 98 cho tới 100 độ. Nhưng mà quý vị có lúc sẽ cảm nhận như là quý vị đang ở trên 110 độ vì cái độ oi bức và cái độ ẩm của ngày hôm nay rất là cao. Tối ngày hôm nay khi mà xuống thấp vẫn còn từ 78 cho tới 80 độ. Ngày mai, ngày Chủ nhật, thưa quý vị, vẫn là một ngày rất là nóng. Giống như ngày thứ Bảy hôm nay vẫn ở khoảng 100 độ, buổi tối xuống thấp từ 77 cho tới 78 độ. Và với cái thời tiết nóng như vậy, thưa quý vị, có thể nói là từ tháng 8 của năm 2016 thì lúc này đó là cái lúc mà cái độ nóng, cái cơn nóng nó phá record trở lại để mà lên tới trên 100 độ. Thưa quý vị, với cái thời tiết mà trong những ngày cuối tuần này nó quá nóng đó, thưa quý vị, do đó cái sự kiện của câu chuyện của ngày hôm nay mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị đó chính là thời tiết. Và phải nói đây là một cái đợt sóng nhiệt, có nghĩa là một cái cơn nóng mà đã trở lại từ tháng 8 của năm 2016 cho tới bây giờ, đã phá vỡ cái record, thưa quý vị, trên 100 độ mà quý vị còn có cảm nhận vì cái sự oi bức có lúc lên tới trên 110 độ như Lê Ngọc vừa mới thưa với quý vị. Và cái đợt sóng của cái cơn nóng này, thưa quý vị, đã phủ tới 2/3 những cái tiểu bang của Hoa Kỳ, lên tới đỉnh điểm trong ngày hôm nay và ngày mai, và đã có đến hơn 185 triệu người dân Mỹ chúng ta, quý vị, đang được cảnh báo về cái cơn nóng nguy hiểm này đang gia tăng. Lê Ngọc đang thấy có rất nhiều tiểu bang đã lên tiếng cảnh báo người dân nên ở trong nhà, thưa quý vị. Và từ ngày hôm qua thì cái đợt nóng này đang có một cái khả năng có thể gây ra chết người, bắt đầu ở một số rất nhiều thành phố lớn ở nước Mỹ. Và thưa quý vị, đang có những cái biện pháp để làm như thế nào để mà có thể được bình an trong cái cơn nóng này. Một số tiểu bang rất là lớn của nước Mỹ của chúng ta đã ban bố một cái tình trạng khẩn cấp. Trong đó Lê Ngọc thấy có New York City. Thì nhà khí tượng của CNN, Dave Hannon, đã cho biết là có đến 85% dân số của tới 48 tiểu bang, tức là 2/3 của nước Mỹ, thưa quý vị, đã phải chứng kiến cái nhiệt độ trên 90 độ F, và hơn 50% sẽ thấy là nhiệt độ này còn trên 95 độ, lên tới trên 100 độ nữa, thưa quý vị. Lê Ngọc có vài thính giả Arizona có gọi ngày từ ngày hôm qua, nó suốt cả tuần này có lúc lên tới trên 115 cho tới 118 độ, buổi tối vẫn còn trên 100 độ. Do đó, cái số cư dân ở Mỹ là có khoảng 185 triệu người bị cảnh báo là cơn nóng gay gắt sẽ bắt đầu từ ngày hôm qua cho tới tiếp tục cho tới ngày 2 ngày cuối tuần. Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết đợt nóng này đã phá rất nhiều kỷ lục và trở nên sự chết chóc vào cuối tuần này ở một số tiểu bang của bờ Đông và Trung Tây của Hoa Kỳ. Những thành phố mà trong bản tin mà các chuyên gia khí tượng đưa ra có Boston, New York, Philadelphia, Baltimore và Washington DC đã được cảnh báo về cái cơn nóng gay gắt. Còn xa hơn về phía nam thì có thành phố Raleigh cũng được khuyến cáo về cái cơn nắng nóng này. Thị trưởng của New York City đó là ông Bill de Blasio đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp
từ 9 giờ sáng cho đến cả cho tới nửa đêm nữa thưa quý vị. Và ông cũng đã ra lệnh cho các tòa cao ốc từ 100 feet trở lên phải đưa cái nhiệt độ lên tới trên 78 độ để mà tiết kiệm điện năng, vì Lê Ngọc biết là hiện nay tất cả mọi người trong chúng ta đều mở máy lạnh, trừ khi nào mà máy lạnh mà cũng quý vị mà xui quá bị hư thì thôi, chắc là quý vị cũng phải kêu sửa điện đến để mà sửa máy lạnh ngay lập tức. Rất nhiều những cái hoạt động giải trí ngoài trời, thể thao hoặc là ngay cả vấn đề đua ngựa họ cũng phải hủy bỏ, cancel. Rất nhiều trung tâm có máy lạnh đã phải mở ra để đón tiếp những cư dân để mà vào tránh nóng. Và các chuyên gia đã cho biết là sự thay đổi khí hậu này đã làm cho số ngày nắng trong nước Mỹ của chúng ta đã gia tăng. Và ngay cả trong tuần này, thưa quý vị, có một cựu đấu thủ football trong ngày thứ năm tuần này. Và nhân vật này đó chính là Mitch Petras của đội New York Giants, 32 tuổi, đã qua đời tại tiểu bang Arkansas do một cơn đột quỵ vì sốc với cái cơn nhiệt nóng này. Tại các tiểu bang khác mà Lê Ngọc thấy có Arkansas, New Hampshire, Wisconsin thì nhiệt độ bắt đầu từ ngày hôm qua cũng đã trên 90 độ và hôm nay cũng sẽ vượt trên 100 độ trong 2 ngày cuối tuần. Đó là sự kiện ngày hôm nay về cái cơn sốt nhiệt, cái cơn nóng mà chúng ta sẽ phải gặp trong 2 ngày cuối tuần tới trên 100 độ. Một lần nữa thưa quý vị, ở trong nhà cho nó mát để mà có được sự bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày thứ bảy, thành thử những bản tin liên quan đến thế giới và nước Mỹ trong tuần này thì phải nói cái vấn đề sôi nổi căng thẳng nhất đó là giữa Mỹ và Iran. Với cái sự căng thẳng này thì hai nước có ở bên bờ chiến tranh hay không, thì một loạt những sự kiện đã diễn ra nổi bật. Căng thẳng giữa Mỹ, Anh với Iran đang leo thang cũng gây một cái sự lo ngại bùng nổ chiến tranh ở Trung Đông. Bên cạnh đó thì còn có cái quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước đồng minh rất là lâu năm của Mỹ cũng gặp những cái cơn sóng gió. Rồi đến những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông cứ tiếp tục vào những ngày cuối tuần và thưa quý vị cũng đã biến thành bạo loạn. Rồi Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có nhiều hành động trả đũa nhau, và đặc biệt là ở ngay tại Nhật cũng có một vụ xưởng phim hoạt hình ở Nhật đã cháy, cũng đã khiến cho hàng chục người chết. Đó là những bản tin nổi bật nhất trong tuần này mà Lệ Ngọc và anh Việt Linh sẽ gửi đến cho quý vị. Lê Ngọc xin chào anh Việt Linh, và anh Việt Linh sẽ gửi đến cho quý vị cùng với Lê Ngọc tất cả những chi tiết về cái sự căng thẳng giữa Mỹ, Iran và nước Anh. Trong khi đó, với cái sự căng thẳng này thì thưa quý vị, Nga đóng một vai trò như thế nào và Nga đã lên tiếng gì? Lê Ngọc xin mời anh Việt Linh. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào cô Lê Ngọc. Để giúp Iran lách lệnh trừng phạt của Mỹ, Nga cho biết sẵn sàng tham gia vào cơ chế mậu dịch INSTEC do Pháp, Anh, Đức đề ra, nhưng với điều kiện cơ chế phải bao gồm dầu hỏa. Moscow lấy tiếng là để cứu Hiệp định Hạt nhân 2015, nhưng kỳ thực ra là để phân hóa các nước Tây Phương. Trong cuộc điện đàm hôm 18 tháng 7 năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhấn mạnh lập trường chung là củng cố các nỗ lực cứu vãn Hiệp định Hạt nhân năm 2015. Theo lãnh đạo Nga, Pháp, hiệp định mà Iran ký với 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cộng với Đức là yếu tố quan trọng bảo vệ an ninh Trung Đông. Cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố với nhật báo Anh Financial Times là Moscow muốn hợp tác chặt chẽ với INSTEC, cơ chế mậu dịch trao đổi do Paris, London và Berlin lập ra hồi đầu năm nay với mục đích giúp Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, và các công ty buôn bán với Iran lách được một số biện pháp trừng phạt của Mỹ từ khi Washington đơn phương rút khỏi hiệp định hạt nhân này. Cụ thể, các công ty châu Âu
qua cơ chế Instex được khuyến khích giao thương trở lại với Iran, quốc gia Hồi giáo đang ở trong tình trạng gần như bị cô lập với thế giới. Theo luật Mỹ, những công ty quốc tế nhập dầu hỏa của Iran hay sử dụng Mỹ Kim trong thương vụ xuất khẩu hàng hóa, kể cả nhu yếu phẩm, sang Iran sẽ bị cấm cửa ở thị trường Hoa Kỳ. Đe dọa của Mỹ rất hiệu quả, vì từ đầu năm nay, hầu hết các tập đoàn quốc tế đều bỏ Iran. Chế độ Hồi giáo bị cô lập hơn bao giờ hết. Xuất khẩu dầu khí bị sụt giảm đến 70% so với năm 2018. Để thoát vòng vây, Iran gây áp lực với châu Âu, chính xác là với Anh, Pháp, Đức. Tehran cho biết đã bất chấp một số trói buộc của hiệp định về tinh lọc uranium và sẽ bỏ hiệp định nếu các nước châu Âu không nhanh chóng nhập dầu hỏa của Iran. Do vậy, đề nghị của Nga sử dụng cơ chế trao đổi mậu dịch Instex để mua bán dầu hỏa Iran rất có ý nghĩa. Thứ nhất, cho đến nay, cơ chế này chỉ có tiếng trên lý thuyết, chưa thực hiện một thương vụ nào. Thứ nhất là vốn ít, chỉ có độ vài triệu euro, và thứ hai là chỉ có mục đích duy nhất là trao đổi thực phẩm và nhu yếu phẩm, những mặt hàng được Washington cho phép vì lý do nhân đạo. Khác với châu Âu, nước Nga có sẵn cơ chế trao đổi mậu dịch với Iran từ nhiều năm qua, nhưng cơ chế này cũng không hoạt động. Một là do dân Iran không thích nông phẩm của Nga, và hai là Moscow không cần dầu hỏa của Iran. Nếu châu Âu và Nga giờ đây cùng hợp tác thì rất ba bên cùng có lợi. Trên lý thuyết, một khi gia nhập Instex, Nga có thể mua dầu của Iran, lấy tiền huê hồng, rồi bán lại cho một công ty châu Âu theo dạng dầu Made in Russia. Cũng trên lý thuyết, công ty châu Âu nhập dầu Iran có thể tránh biện pháp trả đũa của Washington với bình phong là mua dầu của Nga. Trên thực tế, doanh nghiệp nào cũng sợ Mỹ trả đũa bằng biện pháp gián tiếp. Do vậy, theo giới phân tích, lấy quyết định cho phép Nga gia nhập cơ chế Instex là một hành động chính trị khó có thể đạt được đồng thuận trong số 10 nước thành viên Instex. Biết đề nghị khó thành, nhưng vì sao Nga vẫn đánh tiếng? Chuyên gia Clement Tam thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London, chiến thuật của Nga là làm rạn nứt khối NATO, một cách để gây thêm tranh cãi giữa Paris, Berlin và với Roma về nhu cầu có một chính sách độc lập với Washington. Nếu so sánh thiệt hơn, mất còn trong quan hệ thương mại Mỹ-Châu Âu, Brussels phải chọn lá bài tốt nhất, Instex, không đóng cửa với một thành viên mới nào muốn xin gia nhập, nhưng rất thận trọng với sáng kiến buôn bán dầu hỏa. Bên cạnh đó, khi mà vùng vịnh sục sôi vì cái sự căng thẳng giữa hai nước Mỹ và Iran mà chúng ta đã thấy bắt đầu từ tháng 5, thì ở vùng vịnh đã liên tục chứng kiến những vụ bắt tàu dầu, phá hoại tàu và ngay cả bắn hạ máy bay không người lái drone do cái căng thẳng liên quan đến Mỹ và Iran. Thì nhìn lại, kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran từ năm 1979, Tehran đã bước vào thời kỳ thù địch kéo dài với lại Washington. Tuy nhiên, các quan hệ song phương này đã trở nên tan băng dưới thời của Tổng thống Barack Obama khi hai quốc gia và các cường quốc trên thế giới ký thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015, JCPOA. Theo đó, chúng ta thấy được là Iran kiềm chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng trừng phạt. Nhưng mọi việc lại chuyển biến theo chiều hướng xấu kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống. Tổng thống Trump vào ngày 8 tháng 5 của năm 2018 đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với đánh giá rằng đây là một cái thỏa thuận tệ nhất mọi thời đại và tiến hành một cái chiến dịch, đó là chiến dịch gây áp lực tối đa, tái áp đặt lệnh trừng phạt với Iran. Do đó, chúng ta cũng đã thấy bắt đầu cái sự căng thẳng này leo thang ngay tại vùng vịnh từ đầu tháng 5 khi mà Mỹ triển khai thêm quân và khí tài tới Trung Đông, cáo buộc Iran có một kế hoạch tấn công nhắm vào lợi ích của nước Mỹ. Thì bắt đầu ngày 12 tháng 5,
bốn tàu chở dầu bị hư hại trong các cuộc phá hoại rất là bí ẩn ở ngoài khơi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là UAE. Washington và Riyadh đã đổ lỗi cho Iran, trong khi đó thì ngay lập tức Iran đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Và tiếp tục cho đến ngày 13 tháng 6, hai tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman. Tổng thống Trump và bên phía Ả Rập Saudi tiếp tục cáo buộc Iran đứng sau vụ phá hoại hai tàu chở dầu này. Tehran cũng vẫn tiếp tục phủ nhận đến việc liên quan sự việc này và còn bày tỏ một nghi ngờ đó chính là Mỹ đã gây ra vụ tấn công để đổ lỗi cho Iran nhằm gia tăng áp lực. Một tuần sau đó thì Iran đã bắn hạ máy bay không người lái trị giá lên tới khoảng 200 triệu Mỹ Kim, cáo buộc xâm phạm không phận Iran gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ngũ giác đài cũng lên tiếng và cho rằng máy bay này hoạt động ở vùng trời quốc tế. Tổng thống Donald Trump đến ngày 20 tháng 6 ra lệnh không kích vào 3 địa điểm quân sự của Iran để trả đũa. Nhưng vào phút chót, chúng ta đã thấy Tổng thống Trump lập tức thay đổi và hủy đi chiến dịch này. Ông đã giải thích rằng khi được các tướng thông báo là 150 người Iran có thể bị giết, người dân của Iran, thì ông cảm thấy không đáng khi gây ra thương vong lớn như vậy vì một sự cố không có thiệt hại về người. Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo Iran là đất nước này sẽ bị xóa bỏ nếu xung đột với Mỹ, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông không muốn chiến tranh. Rồi căng thẳng lại tiếp tục sục sôi trong tháng này khi chúng ta lại nhận được những bản tin cho thấy thủy quân lục chiến của nước Anh mới trong ngày 4 tháng 7 đã bắt tàu dầu MT Grace, một chở hàng cho Iran ở ngoài khơi vùng lãnh thổ hải ngoại Gibraltar. Nước Anh đã cáo buộc là tàu MT Grace 1 đã chuyển dầu thô tới nhà máy lọc dầu ở tại Syria, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu EU. Iran bắt báo cáo về vấn đề này, khẳng định là đích đến của con tàu đó chính là cảng Basra tại Iraq, và Iran đã coi vụ bắt tàu là một hành động không khác gì cướp biển và đe dọa sẽ trả đũa bằng cách bắt tàu dầu của Anh. Do đó, thưa quý vị, Iran vào ngày 7 tháng 7 thông báo họ đã bắt đầu vượt qua giới hạn làm dầu uranium, con số trên 3,67% đã được quy định trong thỏa thuận hạt nhân của năm 2015. Khi mà nói đến cái con số 3,67%, đó là mức vừa đủ để sản xuất năng lượng và thấp hơn nhiều so với mức hơn 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các cường quốc châu Âu chỉ trích hành động này của Iran đã là vi phạm quy định và kêu gọi Iran hãy giữ đúng cam kết của mình. Ngày 14 tháng 7, Iran đã bắt tàu dầu Riyadh treo cờ Panama ở eo biển Hormuz, với cáo buộc đó là chiếc tàu này đã buôn lậu dầu. 4 ngày sau, Mỹ cho biết một chiếc máy bay không người lái drone của Iran tiếp cận tàu đổ bộ USS Boxer ở phạm vi rất là nguy hiểm và tàu chiến Mỹ đã bắn hạ để mà tự vệ. Tuy nhiên thì những tin tức mới nhất bắt đầu từ ngày hôm qua cho thấy là Iran đã bác thông tin này và đưa những hình ảnh chứng minh cho rằng họ không mất chiếc máy bay không người lái nào. Iran ngày 19 tháng 7 hôm qua đã bắt tàu dầu Stena Imperial mang cờ nước Anh do Thụy Điển vận hành cũng ở ngay tại eo biển Hormuz với cái cáo buộc là không tôn trọng những quy tắc hàng hải quốc tế. Ngoại trưởng Anh ông Jeremy Hunt cho biết là nước Anh sẽ giải quyết vấn đề này một cách thận trọng nhưng mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng nước Anh không cân nhắc các lựa chọn quân sự mà sẽ xem xét biện pháp ngoại giao. Lời lên tiếng của Bộ trưởng Ngoại trưởng Anh ông Jeremy Hunt đã làm giảm nhiệt đi cái sự căng thẳng giữa Anh và Iran. Tuy nhiên thì ông Hunt này cũng có một cảnh báo là sẽ có một hậu quả nghiêm trọng nếu tình hình không được giải quyết một cách nhanh chóng. Do đó, giới phân tích đang đánh giá nguyên nhân mà Iran có một loạt những hành động cứng rắn là một chiến dịch để gây áp lực tối đa trong vấn đề Mỹ đang bóp nghẹt kinh tế của đất nước họ. Nguồn thu dầu mỏ của Iran bị giảm, giao dịch thương mại
của Iran cũng bị kìm hãm vì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt với bất kỳ một công ty, một thực thể nào làm ăn với lại Iran. Vì vậy, Iran, thưa quý vị, gần đây cũng đã tiến hành những hành động cứng rắn nhằm thể hiện cái sự là họ không còn kiên nhẫn nữa. Và chính Iran cũng muốn đẩy căng thẳng trong khu vực lên cao, khiến cho các nước lo lắng và phải can thiệp để mà kiềm chế lại nước Mỹ. Và cái mục tiêu của Tehran được cho biết là buộc Washington chấm dứt chiến dịch gây áp lực tối đa và trở lại với thỏa thuận hạt nhân. Dù vậy, những cái diễn biến gần đây mà Lê Ngọc vừa mới tường trình đến cho quý vị cũng đã làm dấy lên một cái sự lo ngại. Đó là lo ngại về nguy cơ có thể xảy ra một cuộc chiến ở vùng vịnh. Benjamin Freeman, ông này là giám đốc chính sách của tổ chức Defense Priority, cảnh báo rằng dù hai nước Iran và Mỹ đều lên tiếng và cho biết là họ không muốn chiến tranh, nhưng tính toán sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào và có thể xảy ra rất là nhanh chóng, sẽ biến thành một cuộc chiến lớn. Nguy cơ đụng độ giữa hai bên càng lớn hơn nữa khi mà nước Mỹ muốn thành lập một liên minh gồm tàu chiến của nhiều quốc gia để hộ tống những con tàu dầu, những tàu hàng đi qua eo biển Hormuz. Và sự gia tăng hiện diện của tàu chiến nước ngoài ở ngay tại eo biển này sẽ bị các tướng Iran coi đây là một hành động khiêu khích từ phương Tây. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là Mỹ và Iran đều để ngỏ cho một khả năng đối thoại. Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng và cho rằng cái chiến dịch gây áp lực tối đa của ông có thể dẫn đến các cuộc đàm phán và nhấn mạnh tất cả những gì Mỹ muốn đó là một thỏa thuận công bằng. Trong khi đó thì thưa quý vị, với những cái cuộc chiến tàu dầu vừa mới xảy ra ở vùng vịnh thì thật sự với lời lên tiếng của Tổng thống Donald Trump thì đất nước nào sẽ là đất nước bảo vệ được an ninh hàng hải, có phải là nước Mỹ hay không? Lê Ngọc xin mời anh Việt Linh. Tình hình ở vùng vịnh ngày càng xấu đi rõ rệt trong vài tháng qua, đặc biệt là khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang và cuộc chiến tàu chở dầu nổ ra tại khu vực chiến lược này. Ngày 18 tháng 7 năm 2019, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng các lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài ở vùng vịnh mang theo 1 triệu lít nhiên liệu nhập lậu. Con tàu này bị bắt giữ ngày 14 tháng 7 năm 2019 ở phía nam đảo Larak, gần eo biển Hormuz. Các nguồn tin phương Tây nói rằng đến nay vẫn chưa rõ ai là chủ của con tàu này. Trong khi đó, phía Iran cho biết đây là tàu của Iraq bị bắt giữ trong vùng lãnh hải Iran và trên tàu có 12 thủy thủ người Ấn Độ. Con tàu này chở 1 triệu lít nhiên liệu nhập lậu từ các tàu nhỏ của Iran để chuyển sang các tàu của nước ngoài. Do giá xăng ở Iran được chính phủ bao cấp chỉ trong khoảng 8 cent một lít, trong khi giá xăng ở các nước khác đắt hơn gấp 10 lần, nên một số cá nhân người Iran đã câu kết bán lại cho các tàu nước ngoài đậu ở ngoài khơi với giá cao để trục lợi. Việc bắt giữ con tàu này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở vùng vịnh đang làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Một số nước, đứng đầu là Mỹ và Ả Rập Saudi, đã tố cáo Iran gây cản trở cho giao thông hàng hải ở vùng vịnh và eo biển Hormuz, đồng thời đang tập hợp lực lượng để đối phó lại với mối đe dọa từ Iran. Theo ông Brian Hook, đặc phái viên của Mỹ về Iran, nhấn mạnh mối đe dọa hàng hải đang gia tăng ở vùng vịnh. Từ tháng 5 đến nay, có ít nhất 7 tàu chở dầu đã bị tấn công ở vùng vịnh. Sự cố mới đây nhất xảy ra vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, khi Anh cáo buộc Iran âm mưu bắt giữ một tàu của Anh. Trước đó, chính quyền Anh đã bắt giữ một tàu chở dầu của Iran tại eo biển Gibraltar, bị nghi là chở 2 triệu thùng dầu thô đến Syria, vi phạm lệnh cấm vận của châu Âu đối với chính quyền Damascus. Kính thưa quý vị,
tình hình ở Vịnh Ba Tư và các khu vực lân cận đã xấu đi rõ rệt trong vài tháng qua. Tháng 5 2019, 4 tàu chở dầu mang các quốc tịch khác nhau đã bị tấn công ở cảng Fujairah thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tháng 6 năm 2019, hai tàu chở dầu Front Antea và Kokuka Courageous đã bị tấn công ở vịnh Oman. Mỹ đã tố cáo Iran đứng sau các vụ tấn công này. Tuy nhiên, đến nay kết quả các cuộc điều tra không khẳng định được ai là thủ phạm. Iran phủ nhận mọi liên quan đến các vụ tấn công này. Ngày 20 tháng 6 năm 2019, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái RQ-4 Lobo Hawk của Mỹ vi phạm không phận Iran. Sau đó, vào giữa tháng 7, Mỹ đã tố cáo Iran âm mưu bắt giữ một tàu của Anh ở eo biển Hormuz để trả đũa việc Anh bắt giữ tàu chở dầu Crash One của Iran ở eo biển Gibraltar. Tehran đã bác bỏ những cáo buộc này. Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tàu đổ bộ USS Boxer của Mỹ đã tiêu diệt một máy bay không người lái của Iran khi chiếc máy bay này đến gần tàu khoảng hơn 900 mét. Phía Iran cho biết không có thông tin nào về chiếc máy bay bị bắn hạ này. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ tuyên bố từ Riyadh về khả năng phối hợp hành động với các nước khác nhằm bảo đảm tự do hàng hải ở vùng vịnh. Theo hướng này, kính thưa quý vị, Washington đã đề nghị thành lập một liên minh quốc tế với sự tham gia của các nước có tàu bè qua lại khu vực này. Trong khi đó, Bahrain sẽ đăng cai một hội nghị an ninh hàng hải toàn cầu nhằm thảo luận các biện pháp ngăn chặn mối đe dọa của Iran đối với an ninh hàng hải ở vùng vịnh và eo biển Hormuz. Hiện nay, Mỹ có hàng chục căn cứ quân sự ở các nước vùng vịnh gồm Qatar, Ả Rập Saudi, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq với hàng chục ngàn quân, hàng trăm máy bay chiến đấu hiện đại, các hệ thống tên lửa Patriot được triển khai dày đặc. Bộ chỉ huy trung tâm đóng tại căn cứ UDET của Qatar kiểm soát một khu vực rộng lớn bao gồm 21 quốc gia Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, eo biển Mandeb và kênh đào Suez. Thực tế cho thấy, với sức mạnh quân sự to lớn như vậy, Mỹ đã không bảo vệ được an toàn cho tàu bè qua lại ở vùng vịnh, thì một liên minh quốc tế theo đề nghị của Mỹ cũng không thể làm được gì. Đấy là chưa nói tới ai sẽ lãnh đạo liên minh này và đóng góp tài chính sẽ được phân bổ như thế nào. Một liên minh như vậy chẳng qua chỉ là tập hợp lực lượng mới để gây sức ép đối với Iran mà thôi. Chỉ có các nước khu vực mới giải quyết được vấn đề của mình. Chỉ có sự hợp tác giữa các nước trong khu vực, đặc biệt giữa các nước ven bờ ở vùng vịnh, trong đó có Iran, là nước có bờ biển dài hơn 1.500 dặm, mới có thể bảo đảm được an toàn cho các tàu bè ra vào khu vực này. Kính thưa quý vị, trái với thái độ căng thẳng của Mỹ, châu Âu phản ứng rất thận trọng trong vấn đề này, vì họ đang tích cực cùng Iran tìm các biện pháp để gìn giữ thỏa thuận hạt nhân JCPOA. Ngay cả Anh, là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, cũng cho rằng không nên vội vàng kết luận mà cần phải chờ thêm thông tin. Và trong ngày hôm nay thì nước Anh cũng đã lên tiếng khuyến cáo các tàu thuyền của nước Anh nên tạm tránh đến eo biển Hormuz trong một thời gian sau vụ Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Imperial của Thụy Điển mà treo cờ Anh tại đây. Còn ở tại nước Mỹ thì thưa quý vị, một nhân vật và người này là ai mà Tổng thống Donald Trump vừa mới lên tiếng xác nhận ủy quyền cho nhân vật này để mà có một cái cuộc đàm phán với Iran, đó chính là Thượng nghị sĩ Rand Paul. Thì trong ngày hôm qua, khi mà Tổng thống Donald Trump xác nhận việc ủy quyền cho Thượng nghị sĩ Rand Paul để mà đàm phán với Iran cũng là để nhằm hạ nhiệt cái sự căng thẳng giữa hai nước tại ngay tại Tòa Bạch Ốc, thì trả lời với phóng viên báo chí, Tổng thống đã nói rằng ông Paul Rand là một người bạn của Tổng thống, và ông Rand đã hỏi Tổng thống rằng liệu Tổng thống
là ông ấy có thể tham gia trong cái cuộc đàm phán với lại Iran hay không. Và Tổng thống Donald Trump đã đồng ý. Tuyên bố này của Tổng thống Donald Trump trái ngược với thông báo mà chính Tổng thống đã đưa ra trước đây, trong đó phủ nhận việc đồng ý để cho Thượng nghị sĩ Rand Paul làm người đại diện đàm phán với lại Iran. Thì chỉ trong một chớp nhoáng thôi là Tổng thống đã thay đổi ý kiến rồi, thưa quý vị. Nhưng mà ông Rand Paul, ông này là một chính trị gia theo một cái chủ nghĩa biệt lập, đã nhiều lần đụng độ với một số cố vấn theo đường lối diều hâu của Tổng thống Donald Trump. Trong đó, khi mà nói đến đường lối diều hâu, là quý vị nhớ ngay, đó chính là ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông Rand Paul cũng đã đề xuất gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhằm tiến hành các cuộc đàm phán giữa hai nước. Và Thượng nghị sĩ Rand Paul luôn phản đối sự can thiệp của quân đội Mỹ ở nước ngoài, và đồng thời cho rằng nếu chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn tiến hành một cuộc chiến tranh với Iran thì cần phải nhận được sự cho phép của Quốc hội Mỹ. Do đó, với lời lên tiếng của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua, xác nhận ông Rand Paul sẽ là nhân vật để mà Tổng thống ủy quyền trong cuộc đàm phán này, cũng là một cái sự thay đổi rất là bất ngờ với những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump cứng rắn đối với lại Iran. Và cũng trong ngày hôm qua, phát biểu tại một hội nghị chống khủng bố tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết là Mỹ cũng muốn Iran tới bàn đàm phán. Và tuyên bố của ông Mike Pompeo cũng đưa ra trong cái tình hình căng thẳng giữa Washington và Iran tiếp tục gia tăng. Với sự gia tăng này thì phải cần có những cái cuộc đàm phán để cho nó hạ nhiệt, cũng như những gì mà quý vị vừa mới nghe anh Việt Linh gửi đến cho quý vị với cái sự thận trọng của nước Anh trong vấn đề này. Và họ cũng nói đến là cả hai bên phải đối thoại. Trong khi đó thì thưa quý vị, một nhân vật nữ mà Lê Ngọc trong ngày hôm qua đã gửi đến cho quý vị, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước Đức, bà Von der Leyen, một trợ thủ rất là đắc lực của chính quyền của bà Angela Merkel. Thì bà Von der Leyen sẽ nhận nhiệm vụ mới vào tháng 11 sắp tới, đó là chủ tịch của Ủy ban châu Âu và cũng là một nữ chủ tịch đầu tiên. Thì với số phiếu là 383 phiếu thuận, 327 phiếu chống và 22 phiếu trắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước Đức, bà Ursula von der Leyen, trong tối của ngày 16 tháng 7 đã được bầu làm chủ tịch Ủy ban châu Âu. Bà der Leyen này, bà sẽ điều hành một cơ quan hành pháp cao nhất của Liên minh châu Âu EU, nơi mà sẽ là cái nơi chính để mà định hướng chính trị, đề xuất ra những điều luật, quản lý ngân sách, cũng như là sẽ chịu trách nhiệm thực thi luật pháp của khối EU sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11. Trong bài phát biểu, ngay sau khi mà bà được đắc cử, thì bà von der Leyen, tân chủ tịch của EC, đã kêu gọi châu Âu đoàn kết và mạnh mẽ, mong muốn châu Âu là lục địa trung tính về khí hậu đầu tiên trên thế giới và đề xuất ra thỏa thuận xanh Green Deal nhằm giảm tối đa đi cái khí thải carbon của EU vào năm 2050. Và bà von der Leyen cũng đề cập tới sự bình đẳng giới và cam kết đưa vấn đề bạo lực với phụ nữ vào luật của khối EU. Do đó, trong bức thư mà bà gửi đến Đảng Liên minh Xã hội và Dân chủ Tiến bộ của Nghị viện châu Âu, bà Leyen đã cho hay bà sẽ đề xuất một hiệp ước mới về vấn đề, một cái vấn đề mà quý vị đã thấy đã có một cái sự tranh cãi, chưa có một cái giải pháp nào để giải quyết vấn đề này, đó là vấn đề di dân và tị nạn. Và bà cho biết đề xuất này nhằm chia sẻ gánh nặng với những quốc gia thành viên, đồng thời có một cái kế hoạch tăng quân số của lực lượng biên giới EU Frontex lên tới 10.000 nhân viên vào năm 2024. Và thưa quý thính giả, bà von der Leyen, 60 tuổi, bà sinh ra ở Brussels, nước Bỉ, và bà có tới 7 người con, và bà còn là một bác sĩ trước khi tham gia vào chính trường, cũng là một đồng minh rất là lâu năm của bà Thủ tướng nước Đức Angela Merkel.
năm 2009 thì bà von der Leyen là Bộ trưởng Lao động và Xã hội của nước Đức. Năm 2013, bà được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng của nước Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chúc mừng đến tân chủ tịch của EC, bày tỏ một hy vọng sẽ hợp tác rất là ăn ý cùng với bà von der Leyen với tư cách là một đối tác mới ở Brussels. Và người tiền nhiệm trước của bà, của trong chủ tịch của khối EC này, thưa quý vị, đó là ông Jean-Claude Juncker, sẽ từ chức vào cuối tháng 10, ngày 31 tháng 10, sau 5 năm mà ông ở cương vị này. Và trong khi đó thì giới truyền thông của Mỹ đã lên tiếng như thế nào về những gì mà nước Nga đang suy tính về tân nữ chủ tịch của khối EU? Xin mời anh Việt Linh. Kính thưa quý vị thính giả, theo hãng thông tấn Bloomberg, tân chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ không nhận được một cái ôm lớn từ điện Kremlin. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, đã được hỏi trong chuyến thăm Đức về vị chủ tịch sắp tới của Ủy ban châu Âu và lập trường cứng rắn của bà về nước Nga. Phản ứng mờ nhạt của ông rằng quyết định đó của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và nghị viện khối này là một điều mà chúng tôi đơn giản là chấp nhận. Cho tôi biết bất cứ ai không chỉ trích Nga vào thời điểm này, Ngoại trưởng Nga nói với các phóng viên hôm thứ Năm tại một hội nghị ở thành phố Königswinter. Chúng tôi là những người thực tế, chúng tôi muốn tập trung vào các vấn đề thực tế, không phải vào các tuyên bố công khai. Chính trị gia người Đức Ursula von der Leyen sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo của Ủy ban châu Âu EC vào tháng 11 tới. Bà đã giành đủ số phiếu ủng hộ vị trí chủ tịch Ủy ban châu Âu vào tối thứ Ba vừa qua. Từng là Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Leyen đã đưa ra lập trường cứng rắn về Nga. Bà đã kêu gọi xây dựng một chiến lược quân sự chung cho châu Âu kể từ khi Nga sáp nhập Crimea 2014 và là một người ủng hộ trung thành cho việc thực hiện các lệnh trừng phạt chống Nga. Bà Ursula von der Leyen nói với tờ Die Welt trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng từ lập trường sức mạnh, chúng ta nên duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ngôn ngữ của ông Sergei Lavrov là nhằm thể hiện quan điểm trung lập, nói rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ phản ứng với các chính sách của EU thay vì tập trung vào những tín hiệu bằng lời nói. Tôi hy vọng rằng nhân tố mới này của Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành đánh giá mối quan hệ với Nga, và khi họ bày tỏ quan điểm về sự phát triển lâu dài của mối quan hệ với chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ đáp lại, ông Lavrov nói. Lê Ngọc mời quý vị trở lại với những bản tin trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington. Vấn đề Biển Đông thì thưa quý vị, tờ báo Hoa Nam vào buổi sáng vừa mới dẫn lời phát biểu của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đó chính là Đô đốc Philip Davidson, tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado trong ngày 18 tháng 7 vừa mới qua đây. Thì ông đã lên tiếng khuyến cáo thế giới nên thận trọng về sự bành trướng quân sự đang tăng của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông. Đô đốc Davidson cho biết, Washington và Bắc Kinh đang tiếp tục một cuộc đối thoại ở cấp quân sự. Tuy nhiên, thì theo lời của ông Davidson, còn cần có một cơ chế liên lạc để mà tránh khủng hoảng, giảm nguy cơ tính toán, sai lầm. Ông Davidson đã đưa ra rất là rõ ràng là Hoa Kỳ bấy lâu nay vẫn để ngỏ yêu cầu Trung Quốc mở đường dây liên lạc, tránh khủng hoảng giữa Bộ Tư lệnh miền Nam của Hoa Kỳ, vốn chịu trách nhiệm về vấn đề giải quyết vấn đề Biển Đông, với Bộ Tư lệnh chiến khu miền Đông của Trung Quốc, nhưng họ vẫn chưa hồi đáp. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đối đầu trong một cuộc tranh chấp về vấn đề triển khai quân sự trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, và Bắc Kinh đã phản đối các hoạt động của Mỹ để bảo vệ tự do hàng hải trong Biển Đông, giữa lúc Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Quốc tại Đông Nam Á đã bày tỏ quan tâm về sự bành trướng lực lượng quân sự
của Trung Quốc trong khu vực. Và theo breakingdefense.com thì trang mạng này đã nói rằng Đô đốc Philip Davidson khẳng định cam kết của Washington là sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại vùng biển đang tranh chấp ở Đông Nam Á. Ông Davidson cho biết là Hoa Kỳ có mặt trong khu vực không phải để đòi chủ quyền mà là để giải quyết những sự tranh chấp một cách hòa bình và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Nhiều quốc gia mạnh mẽ đã hậu thuẫn các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải của chúng ta bất chấp sự chống đối của Trung Quốc. Và Đô đốc Davidson còn lưu ý rằng năm liên minh phòng thủ hổ tương của Hoa Kỳ nằm ngay trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông còn lưu ý đến một vấn đề rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm hòa tiễn không lâu sau khi mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc ông Ngụy Phụng Hòa đọc diễn văn tại đối thoại Shangri-La ở Singapore vào hồi tháng 6 của năm 2019 năm nay. Trong đó thì ông Ngụy Phụng Hòa đã bênh vực việc quân sự hóa những bãi cạn trong các vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông. Đó là quyền chính đáng của Trung Quốc. Do đó, Đô đốc Davidson đã nói lên là không những ông Ngụy nói rõ rằng ông không tin Hoa Kỳ nên có mặt ở châu Á và Tây Thái Bình Dương, mà về cơ bản, ông này còn nói rằng châu Á không phải là của người Á Châu mà là của người Trung Quốc. Và trong khi đó thì chính Trung Quốc cũng thề là sẽ hiện diện ở vùng biển xa lãnh thổ 1.500 cây số, bất chấp là nước Mỹ tức giận. Anh Việt Linh sẽ chi tiết gửi đến cho quý vị, tường trình đến cho quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc họp báo tối ngày 18 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lục Khản đã khẳng định rằng Bắc Kinh không đứng ngoài cuộc chơi tại khu vực mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mô tả là khoảng cách ngắn nhất đến Trung Quốc cũng hơn 900 dặm, tức là gần 1.500 km. Kính thưa quý vị, ứng cử viên cho chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 17 tháng 7, trong phiên trả lời Ủy ban Quốc phòng Thượng viện, đã lên tiếng cảnh báo việc Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức chiến lược từ Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Đặc biệt, Esper cho rằng Trung Quốc vốn không có lãnh thổ nào dính dáng đến Bắc Cực, nhưng họ đang tìm cách tham gia cai quản khu vực. Đáp lại thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đây không phải là lần đầu tiên một số cá nhân Mỹ cố tình chỉ trích sự tham gia của Trung Quốc vào các vấn đề Bắc Cực. Không có gì trong lời nói của họ dựa trên thực tế. Những bình luận như vậy là chống lại xu hướng hợp tác hòa bình trong khu vực. Đồng thời, người của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định vấn đề Bắc Cực không chỉ liên quan đến các nước ở vùng Bắc Cực, nó có liên quan đến toàn thế giới. Tất cả các bên liên quan cần tham gia và đóng góp vào việc cai quản vùng Bắc Cực này. Là một bên liên can quan trọng, Trung Quốc sẽ không can thiệp vào các vấn đề hoàn toàn mang tính nội bộ của khu vực này. Nhưng về các vấn đề xuyên khu vực và toàn cầu liên quan đến Bắc Cực, chúng tôi sẽ không vắng mặt. Chúng tôi có thể và muốn đóng một vai trò xây dựng. Về việc tham gia vào các vấn đề ở vùng Bắc Cực, Trung Quốc luôn cởi mở và hợp tác. Chúng tôi muốn làm việc sao cho kết quả đôi bên cùng có lợi. Cùng với tất cả các bên, chúng tôi sẵn sàng thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở vùng Bắc Cực này. Tuy nhiên, ông Lục Khản lại không định nghĩa rõ thế nào là vấn đề hoàn toàn mang tính nội bộ của vùng Bắc Cực và vấn đề nào mang tính chất toàn cầu ở vùng Bắc Cực. Trước Esper, thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã rất cảnh giác trước tham vọng của Trung Quốc tại vùng Bắc Cực. Hồi đầu tháng 5, ông Pompeo đã chỉ trích công khai Trung Quốc vì cho rằng Bắc Kinh đã lợi dụng nghiên cứu dân sự để tiếp tục các mục tiêu thương mại và quân sự của mình tại vùng Bắc Cực này. Những lời nói và hành động của Trung Quốc gây ra những hoài nghi về ý định của họ. Ông Pompeo phát biểu tại Rovaniemi, Phần Lan, nơi 8 thành viên của Hội đồng Bắc Cực họp hồi đầu tháng 5. Bắc Kinh tuyên bố là một quốc gia gần vùng Bắc Cực. Tuy nhiên,
Khoảng cách ngắn nhất giữa Trung Quốc và Bắc Cực là 900 dặm, có nghĩa là gần 1.500 km. Ông Pompeo nói rằng Mỹ hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc vào Bắc Cực, nhưng Mỹ cần kiểm tra chặt chẽ các hoạt động này, nhất là việc triển khai tàu ngầm. Khoảng 10 năm trước đây, Trung Quốc đã bắt đầu mon men đến gần vùng Bắc Cực. Vào năm 2013, Bắc Kinh xin được một chân làm quan sát viên của Hội đồng Bắc Cực gồm 8 thành viên: Mỹ, Nga, Canada, Na Uy, Iceland, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan. Còn lúc này, kính thưa quý vị, dường như Trung Quốc đang đánh bại Mỹ trong việc hiện diện ở phía bắc vành đai Bắc Cực này. Trung Quốc đã mở một trạm nghiên cứu ở Iceland vào năm 2018 để nghiên cứu thời tiết không gian. Theo một quan chức Nga, Bắc Kinh có một cái khác ở đảo Svalbard ở Na Uy và đã ký thỏa thuận vào tháng 4 với Nga về việc thành lập một trung tâm nghiên cứu chung để dự báo tình trạng băng của tuyến đường biển trên Bắc Băng Dương. Mùa thu năm ngoái, Trung Quốc đã cho ra mắt tàu phá băng lần thứ hai, được đặt tên là Tuyết Long 2. Đây là chiếc tàu đầu tiên trên thế giới có thể phá vỡ lớp băng dày 5 feet và cả hai đầu phía trước và phía sau. Trung Quốc cũng có kế hoạch đóng một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân trong vài năm tới, cùng với một số tàu tuần tra có khả năng đi xuyên băng. Trong khi đó, tàu phá băng hạng nặng của Mỹ vẫn cô đơn khi đã hơn 40 tuổi. Ngân sách cho một tàu phá băng mới trị giá 746 triệu Mỹ Kim đã được chuyển sang dùng cho bức tường biên giới phía nam của Tổng thống Trump. Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Mỹ Daniel Appel hôm qua cũng khẳng định rằng nước này cần phải có 6 tàu phá băng để đáp ứng với tình hình mới. Chúng tôi muốn có được ít nhất 6 tàu phá băng, trong đó có 3 tàu hạng nặng. Tàu phá băng đơn độc của chúng tôi là sao Bắc Cực, đã hơn 40 tuổi già, Appel nói trong một cuộc hội thảo về tác động của băng Bắc Cực trên các hoạt động hải quân và hàng hải. Mỹ cần tăng cường sức mạnh tại Bắc Cực, không chỉ vì sự trỗi dậy của Trung Quốc mà còn cả vì Nga. Appel nói rằng Nga gần đây đã hoàn thành 6 căn cứ mới ở Bắc Cực và đóng 6 tàu phá băng mới. Vào tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một báo cáo trong đó họ ưu tiên một cách tiếp cận chiến lược đến Bắc Cực để chống lại lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc và Nga ở khu vực này. Mỹ rõ ràng đã dè chừng cả Nga và Trung Quốc ở khu vực giàu tiềm năng này. Với Nga, thì dù sao Mỹ cũng phải chịu vì Nga có đường biển dài, chiếm nửa múi giờ thế giới ở vùng Bắc Cực. Nhưng Trung Quốc mà hiện diện tại Bắc Cực thì người Mỹ đương nhiên là bực bội, vì lãnh thổ quốc gia đông dân số 1 vốn không dính dáng tí nào ở khu vực lạnh giá này.